Yoon Eun Hee sẽ ra mắt với tư cách là nhà văn sau thời gian ở ẩn vì bị chê bai nhan sắc tàn phai do thẩm mỹ. Vào ngày 24 tháng 3 theo giờ địa phương, một phương tiện truyền thông độc quyền đã đưa tin rằng Yoon Eun Hee gần đây đã nhận được lời đề nghị chính thức từ một công ty xuất bản và hiện đang làm việc cho cuốn sách tự truyện của mình. Đây sẽ là tự truyện đầu tiên được xuất bản dưới tên của Yoon Eun Hee, thu hút sự chú ý. Trong quyển tự truyện sắp tới của cô ấy sẽ bao gồm những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày và sở thích đơn giản của Yoon Eun Hee. Hơn nữa, những bức ảnh sẽ được đưa vào cuốn sách bao gồm cả những bức tranh do chính tay Yoon Eun Hee vẽ. Yoon Eun Hee nổi tiếng với đôi bàn tay vàng trong làng giải trí, đến mức cụm từ nét chữ của Yoon Eun Hee thường xuyên được nhắc đến. Chữ viết tay của Yoon Eun Hee cũng được sử dụng trong các cảnh trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng của người đẹp như Recent Hour, Coffee Prince, v.v. Ngoài ra, kỹ năng nấu ăn của Yoon Eun Hee đã được tiết lộ trong cuốn sách nấu ăn của chính mình Do It Again phát hành năm ngoái. Quyển tự truyện của Yoon Eun Hee dự kiến phát hành vào nửa cuối năm nay. Thái tử phi Yoon Eun Hee từng được mệnh danh là tình đầu nhờ liên tục góp mặt trong hai bom tấn là Gone và Coffee Ring. Bên cạnh đó, nhan sắc trong trẻo chuẩn nữ thần của nữ diễn viên đã trở thành một trong những biểu tượng sắc đẹp của làng giải trí lúc bấy giờ. Ấy vậy mà chỉ vì phẫu thuật thẩm mỹ quá đà mà Yoon Eun Hee không những đánh mất sắc đẹp tự nhiên mà lối diễn xuất của cô còn trở nên vô cùng sượng sùng và đơ cứng. Đơn cử như Love Alice, tựa phim đáng quên nhất sự nghiệp của Yoon Eun Hee. Dù vẫn còn ở độ tuổi chính của sự nghiệp nhưng lần tái xuất này của Yoon Eun Hee không được người xem đón nhận nồng nhiệt. Ngoài ra, những năm qua, người đẹp sinh năm 1984 cũng không góp mặt trong dự án phim truyền hình hay điện ảnh nào. Năm 2015, Yoon Eun Hee bất ngờ vướng vào lùm xùm đạo nhái mẫu quần áo và gương mặt bị chê mất tự nhiên do chỉnh sửa quá đà, nên sự nghiệp của cô bắt đầu xuống dốc từ đó. Vì nhận nhiều chỉ trích từ khán giả nên nữ diễn viên đã quyết định rút khỏi showbiz gần 3 năm. Năm 2020, cô cùng nam tài tử Gong Su và đoàn làm phim Coffee Ring đã tái hợp trong một bộ phim tài liệu sau 13 năm tác phẩm lên sóng. Trong chương trình này, cô nàng Tomboy Eun-chan ngày nào chia sẻ bản thân chưa kết hôn vì muốn tập trung phát triển sự nghiệp. Yoon Eun Hee cũng cho biết, sau những ồn ào trong quá khứ, cuộc sống hiện tại của cô không hề dễ dàng. Ngôi sao 38 tuổi tâm sự thêm rằng, cô ít gặp mặt bạn bè và cũng không hẹn hò với ai nhiều năm qua. Không ai hỏi xin số điện thoại của tôi hay mời tôi đi chơi suốt 8 năm qua. Nữ diễn viên cũng chia sẻ, trong suốt thời gian ở ẩn, cô thường bị mất ngủ dẫn đến stress và phải giải khuây bằng bia rượu. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của người thân, cuối cùng cô cũng tỉnh ngộ và tìm cách giải quyết các vấn đề trong cuộc sống một cách tích cực hơn. Mỹ nhân họ Yoon bộc bạch, tôi khóc không vì buồn, tôi chỉ cố gắng sống tốt hơn. Tôi từng tìm cách kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng giờ đây tôi cảm thấy thoải mái sau khi khóc mỗi ngày. Tôi trở nên khỏe mạnh hơn sau khi vượt qua những giới hạn bản thân hay sự phán xét của người khác. Hồi cuối năm ngoái, người đẹp cho biết đi xét nghiệm sau khi người thân nhiễm COVID-19, cô lập tức cách ly theo chỉ dẫn của cơ quan y tế. Người đẹp viết, hiện tôi chưa có triệu chứng nghiêm trọng, mong mọi người đừng quá lo lắng, các bạn hãy chú ý bảo vệ sức khỏe. Hiện tại, Yoon Eun Hee sống khá kín tiếng và vẫn chưa có ý định lập gia đình, dù đã sắp bước sang tuổi 40. Hy vọng rằng nữ diễn viên sẽ nhanh chóng tìm được nửa kia phù hợp với mình và sớm trở lại với các vai diễn ấn tượng hơn trong tương lai.